cho kịch kim số đi. Ngày xưa là dắt châu bò, bây giờ thì xe là dắt người. Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với anh em mình. Hôm nay thì sau cái video ngày hôm qua có chia sẻ về hoàn cảnh của em Lử, hiện tại đang đi làm ở dưới chương trình của Bộ Quan Thợ Đấu ấy, và mấy anh em mình ở dưới kia thì có nghe được, lắng nghe được cái câu chuyện, nói chung là cũng rất là khó khăn. Thì hôm nay ba anh em mình sẽ cùng với em Lử đi lên nhà. Nhà em Lử thì ở ngay sau cái nhà mà hôm trước anh em mình có lên mua bò ấy. Thì trên này rất là lạnh, cực kỳ lạnh luôn. Vẫn câu chuyện là thời tiết 5 độ C ở trên vùng cao. Thì bây giờ hôm nay anh em mình có mang hai cái thùng quần áo này của chị Nhiệm ở Nghệ An. Cái thùng này thì chị Nhiệm gửi nhắn anh em mình là gửi cho Lầu Nhà Mới Xính và các bà con nghèo trên này. Thì có quần áo trẻ em và người lớn. Thì nhà của Lử rất là đông người đúng không? Gần 10 thành viên cơ, có cả trẻ em và có cả con nữa. Đấy, bây giờ thì mấy anh em mình sẽ cùng nhau để đi lên nhà em Lử. Đường đi lên thì là bằng đường đất này, thế nên là khả năng xe của tao giáp mạch sẽ gửi ở đây thôi. Có mỗi xe của em Trọng thì có cái lốp chân chó này thì sẽ khả năng sẽ di chuyển được. Đi, bây giờ anh em mình đi nhé. Đi đường đấy. Chỗ nào không đi được thì đẩy nhá. Vất vả quá nha. Không thể nào mà đi được. Trơn lắm ấy. Này xem mình làm sao mà đi được đúng không? Đầu hàng luôn, khóc thét luôn. Có hai ngã đường để lên nhà em Lử. Tuy nhiên thì là cái đường bên kia nó còn trơn hơn rất là nhiều. Anh em mình chọn cách là đi đường bên này.
có phải đường dưới à? Trên này thì ít thời gian nữa thôi thì tất cả mọi cây cối đều sẽ chết khô vì rất là lạnh. Mệt thật sự. Đâu nó xì lại khói ra nào. Rất lạnh đúng không? Đây hôm nọ lên mua bò trên này, đi cày thử luôn, test thử luôn. Hôm đấy thì trời nắng đâm ra là di chuyển dễ hơn. Mang cả quần áo về em. Lử là sinh năm 2000. Cũng xin chia sẻ với quý cô anh chị một chút là hôm nay anh em mình quay trở lại ấy, thì ngoài đến thăm và chia sẻ hoàn cảnh thực tế của gia đình em Lử thì cũng mang quần áo ấm. Người lớn và trẻ nhỏ, không biết là quần áo ấm hay quần áo gì nhưng mà chị có ghi là quần áo của người lớn và trẻ nhỏ đây. Đó. Và có một cái món quà một chị sáng nay Tăng Giác Mạch mới nhận được, đó là số tiền 1 triệu đồng chị có gửi cho gia đình em Lử để em Lử trang trải cơ bản cuộc sống cho cả gia đình. Bởi vì hiện tại bây giờ là em Lử là cái người mà đi kiếm tiền về để nuôi gia đình, chính là cái lao động chính ấy. Hôm nọ là mua bò dưới nhà này này, trên này bà con cũng trồng được mía luôn ở đấy. Như này chắc mình phải cạo dày một tí không thì đi vào nền bẩn lắm. Nuôi hộ à? Nuôi rẽ đây đúng không? Khi mà đẻ ra là ấy đúng không? Đây là em trai à? Em 5 tuổi. 5 tuổi, học lớp mấy rồi? Học lớp 1 sang. Lớp 1 đúng không? Lạnh quá. Bây giờ thì cả ba anh em mình đã đến nhà của em Lử rồi. Em là cái gì Lử? Hầu Mỹ Lử. Hầu Mỹ Lử à? Dê này có không phải của nhà em đúng không? Lợn cũng không phải. Lợn thì hai con này của bố. Của bố à? Tại vì cho dù là sống chung một nhà, tuy nhiên thì về phần kinh tế rồi các thứ thì coi như là đã tách hộ rồi đúng không? Tại vì bây giờ không làm được nhà mới, thế nên là sống ở trong cái nhà chỉnh tường này này. Con bò này cũng phải nhà em á? Bò này thằng em. Thằng em à? Em lấy vợ rồi đúng không? Đi, bây giờ đi vào trong nhà một chút để tìm hiểu cái thực tế. Và sẽ phát cái quần áo ấm đấy đi. Nhà sạch sẽ phết nhỉ. Bên này có phải nhà em không, nhà ai? À, tôi nghĩ là phần đây là cơi nới ra để ngủ à? Trong nhà có đủ sáng không? Đây là em trai đúng không? 5 tuổi này. Em này em thứ mấy? Em này có út. Út luôn à? Là cuối cùng đấy. Ui. Vợ lấy kẹo kẹo. Thế để ngoài tí mình phát ở ngoài cho sáng rồi. Đây. Đây bạn này là con em à hay như nào? Con em.
con lớn à? Vâng. Mấy tuổi rồi? 2 tuổi. 2 tuổi à? Ừ. Cho mấy bánh kẹo này, cô ấy bánh kẹo chơi các bạn này. Đâu, vợ em đâu? Vợ em đâu? À, đang bế em bé đây đúng không? Thế còn bạn này? Bạn em gái. Em gái thứ mấy? Thứ 7 sau. Thứ 7? Thế cái đây cũng là em gái à? À, con của chú à? Thế còn đây? Đây là em dâu à? Đây là cái của chú thôi. À, sang đây thôi đúng không? Lạnh quá nên sang đây nói chuyện đúng không? Nhà thì bố sẽ đi đâu? Đây là cái giường chỗ ngủ của ai đây? Đây là chỗ ngủ của em hay như là? Chỗ ngủ của bố. Bố à, mấy người ngủ đây? 2 người. Bố với em út à? À, thế còn xong mặc quần vào đi em, mặc quần vào cho bé. Mặc quần vào cho con đỡ lạnh. Để con cởi chuồng. Lạnh như thế này mà không ngồi bếp thì không chịu được đâu. Bạn nhỏ này là mới còn chưa khỏi cữ nhỉ? Chưa được 1 tháng. Chưa, mới được 2 tuần thôi. May là có cái bếp đâu. Còn em ngủ ở đâu? Tất cả là 10 người nhỉ, gia đình em. Đây là chỗ em ngủ với ai thì vợ à? Thời gian này thì chưa được ngủ với vợ đúng không? Đang ở trong cữ thì không được. Đấy là điều cấm kỵ. Còn trong này, anh xin phép anh quay nhá. Thì anh của thằng em ấy, em chị em gái ngủ. Ồ, cái một cái phần cơi nới đây này. Một cái phần cơi nới của căn nhà này là chỗ ngủ của bao nhiêu người đây? Đây là ngủ là 6 người ngủ đây. 6 người. Cái giường này là của ai? Của thằng em trai. Em trai với vợ. Em trai với vợ là ngủ bên này, góc này. Còn đây? Thằng em trai đi học nó về thì nó ngủ đấy. Thằng em trai thứ mấy? Em trai thứ 3. À, em vén lên cho anh xem nào. Anh xem quần áo để hơi bừa bộn nhé. Đây là chỗ ngủ đây này, là của em trai đúng không? Là duy nhất vỏn vẹn là 2 cái tấm ván đặt lên bao xi măng đúng không? 2 tấm ván đặt lên 2 xi măng, 2 cái bao xi măng đây này. À, còn đây là cái tấm lót, cái tấm chăn này này, 2 tấm ván. À, bên này là của anh trai với chị dâu đúng không? Còn chỗ này là em chú ở đây đúng không? Thế còn đây? Đây là một em gái. À, đây là một đứa em gái nữa. 2 đứa hay 1 đứa? 2 đứa. 2 đứa ngủ ở đây. Tức nghĩa là anh trai với chị dâu và em cô em chú là ngủ trong một cái không gian như thế này. À, một cái không gian vẻn vẹn như thế này thôi. Đây là hoàn cảnh thực tế của gia đình nhà em Hầu Mỹ Lử. À, may là mình có căn nhà kiên cố đây từ thời bố làm đúng không? Là chắc chắn hơn một chút, không thì chắc là cũng khó nói quá. Đấy là thực tế gia đình của em Lử. À, rất là đông người và ở một cái không gian rất hẹp. Nên như bây giờ là em là phải ở riêng rồi đúng không? Nhưng mà để đi làm riêng. Là vẫn ở chung. Cả 3 thế hệ con cháu bố là ở một chung một cái nhà, diện tích khoảng 15 x 5 70 mét vuông ấy, tầm đấy. Ui, xem nào, quá khổ. Miễn may là cái nhà còn kiên cố đúng không, chứ cái nhà mà rách nát nữa thì anh không tưởng tượng được là cả đại gia đình em sống như thế nào cả. Thôi thì trước tiên là anh đến anh để anh chia sẻ cái hoàn cảnh gia đình em. Vì thực tại là rất là đông anh em. Mà nhất là cái không gian ngủ đây này là cái mà đáng lưu ý nhất. Thậm chí cái giường ngủ không có. Những cái giường ngủ này cũng chỉ có những cái tấm chăn mỏng như này lót đệm ngủ thôi nhá. Mình thì chăn đấm đệm êm mới thấy cái hoàn cảnh như thế này thì cũng không khác gì ngày xưa tam giác mạch cả. Nhưng mà cái giường này thì được gọi là cái giường để em trai đi làm về là sẽ ngủ ở đây này. Ngủ 2 tấm gỗ này này. Đấy, cũng chỉ biết cảm thông và chia sẻ lại với các anh chị về hoàn cảnh em Lửa thôi, theo như mong muốn. Và mình cũng muốn lên để thăm hoàn cảnh như thế nào. Đây là hai vợ chồng trẻ nữa. Tự nhiên là đây là em Lửa ngủ đây. Thôi được rồi, thế này đi, hôm nay anh có trở lên 2 cái
cái thùng này thì của chị Nhiệm ở Nghệ An ghi rất là rõ là có cả người lớn và trẻ em này. Em gọi tất cả mọi người ra đi. Đấy, lấy một con dao ra rạch rạch cho anh với. Đây là có cả các em và con của ông chú nữa. Hôm nay thì hai bạn nhỏ là đi học chưa về, và có mỗi bạn này thôi. Rất là lạnh đấy. Mình đi giày mình còn không chiếu, chắc cũng không cần đâu. Em cứ rạch ra thôi. Cứ trải ra đi. Vì có những cái nào không vừa mình thì mình sẽ nhượng lại cho các em. Cẩn thận nhé. Cả nhà mình có nói được tiếng Kinh không em? Luôn luôn có à? À. Bạn này có nói được tiếng Kinh không? Không. Không à? Bạn này có nói được không? Có. Có à? Có được đi học không? Không. Học hết lớp mấy? Học hết lớp 6. À, hết lớp 6 à? Thế lấy chồng chưa? Chưa. Không nên lấy chồng sớm nhá. Lấy chồng sớm là khổ lắm. Không được đâu. Bạn này học hết lớp mấy? Lớp 6. Hết lớp 6 à? Thế là biết viết tên rồi đúng không? Đúng. Đấy, hôm nay thì anh mang lên đây một chút quần áo, bây giờ thì là các em chọn nhá. Cái nào vừa mình thì mình lấy, và trong thời gian tới anh cũng sẽ lên nữa. Trước mắt là tủa em chọn cho em, các em của em này. Đấy, bởi vì em mới là người trực tiếp. Đâu bạn nhỏ này, đi vào đây, bỏ dép ra. Đúng rồi, lấy cái bạn gái. Thanh niên lại đi rửa chân về đây, xong chú đeo mặc quần cho nhá. Đi rửa chân đi. Bạn đúng không? Mấy bạn đấy ra để mặc quần lạnh. Ở lớp mấy hả? Ở lớp mấy? Như bao là? Đây là một cái mũ len. Đây này em lấy quần này vừa này. Lấy quần và mặc cho bạn này. Nếu bạn cái bạn ra đây các bạn vừa không vừa cái chốt tôi này lá này để chọn cái nào vừa cho những bạn ở đây đã. Cái mũ len này, mặc cái này nhá. Đây này cho ấm đã nhỉ, bỏ cái này ra nhá. Cái này là chắc là không thể chơi tắm đúng không? Cái này hơi nhỏ nhưng mà thử xem. Nhanh thử xem. Mình là không biết mặc áo kiểu gì cho đúng. Bỏ kiểu ra đây. Chỉ tha là chỉ tha, chỉ tha. Anh em mình đi xe lạnh quá, bây giờ tay cũng tóng hết rồi không? Không ấy được. Xinh chưa? Xinh chưa? Còn là ấm luôn nhỉ. Ấm hẳn luôn. Cái này ở đây. Ở đây, cho bạn nhỏ này. Cho bạn nhỏ này nhé. Này vẫn vừa may quá. Hơi ngắn một tí thôi. Không sao cả. Không biết bạn gì đó. Bạn nhỏ đi. Con. Nó. Nó tiếng Mông là lạnh ấy. Mùa đông này thì là anh em mình đang rất là cần tất này, tất và giày. Đấy là hai cái thứ, tất ở găng tay các thứ với giày ấy, là những cái mà cần, thật sự cần để anh em mình có thể đến và trao cho các cháu nhỏ. Cái này to này, xem vợ em có hay là xem em gái có cái nào vừa không? Từ từ nó thấy thuật chân này. Đây, ở đây rất là xinh. Áo nữ là nhiều thôi nhỉ, bạn nhỏ này thì lại không có nhiều quần áo. Không, bạn nào nhỏ nhỏ thì mặc được cái quần của mình. Ừ.
lạnh đến nỗi là cứng cả mồm rồi. Đi thử một cái về đây xem luôn cho đẹp xem nào. Đi thử luôn đi. Đi vào trong nhà thử nhá. Hôm nay mình thở cái thùng to to đi thì có vẻ là thoải mái gì nhỉ. Sáng nay em mặc được này. Xong thì mặc một cái áo len nữa. Có em nào của em vừa cái quần này không, em giữ lại cho các em. Tại vì là anh không biết, anh không được gặp trực tiếp em của em như thế nào cả. Và bố của em nữa. Bố thì đi nhà họ nữa rồi. Bạn trai này thì lại không có cái áo nào vừa nhỉ, được mỗi cái áo lên. Cái này thì to quá nhỉ. Cũng được, mặc ở trong áo khoác là được, ống hết. Được nhé. Cái dài một tí, dài thì mình đóng sơ vin vào nhé. Không, đây này. Mặc hết. Đấy, đúng rồi, đợi cái mũ đấy cho bạn đấy là xinh luôn. Mình thì muốn đóng băng tại đây luôn rồi. Buốt tay lắm, tay cóng hết, không thể nào mà linh hoạt được nữa. Áo chú cuội này. Áo bà cuội. Đừng ăn luôn. Xong rồi nhỉ, những cái này thì em sẽ trực tiếp chủ động là cái nào vừa với em của mình hoặc là em gái của mình ấy thì giúp anh chia nhé. Cái chuyến này vào thì tại vì là anh đi hai xe đấy, cũng không được chở được nhiều. Anh biết là sẽ còn thiếu nhiều lắm đúng không? Nên là trong chuyến sau mà anh có quay lại thì anh sẽ cầm những cái thùng quần áo nó to hơn mà nó đấy, để đấy. Và hôm nay thì trước khi kết thúc video này thì Tam Tóc Mạch sẽ sáng nay anh nhận được 1 triệu của một chị giấu tên gửi cho em. Thì 1 triệu đấy thì anh nghĩ là có ít lòng nhiều thì mình sẽ sử dụng trong gia đình của mình những cái thứ cần nhất. Và nhất là cái bạn nhỏ đang mới đẻ nhỉ, sẽ cần nhiều hơn thì sẽ sử dụng linh hoạt cái số tiền đấy. Và cũng rất là cảm ơn một chị giấu tên khi mà xem được cái video của Tam Giác Mạch ấy thì cũng đã kịp thời có gửi cho Tam Giác Mạch là 1 triệu đồng để gửi tới gia đình của em Lữ để em ấy trang trải cuộc sống một phần nào đấy. Thì đây là những cái tình cảm hết sức là ấm áp từ các cô các bác ở dưới xuôi gửi lên đối với bà con ở trên vùng cao này. Tuy nhiên thì đây là cái phong cách của Tam Giác Mạch nhé, trên đông dưới hè, cảm giác thoải mái. Thì quý cô ba anh chị cũng rất mong là hiểu và đừng quá khắt khe với cách ăn mặc của Tam Giác Mạch. Thì bây giờ anh trao cho em số tiền là 1 triệu của một chị giấu tên. Thông qua cái video của anh quay lên ấy, thì anh hy vọng rằng là phần nào mua được cái áo ấm hoặc là một cái đôi tất cho các con của em, hoặc là 1-2 cân gạo cho gia đình của em. Đấy là mục đích sử dụng là tùy em nhé. Em rất là cảm ơn bác chị giấu tên, rất cảm ơn nhiều. Đỡ 11 triệu cho em mua đồ cho con của em, các em. Em rất là cảm ơn nhiều. Và cũng rất là cảm ơn. Em rất là cảm ơn quần áo mà cứ cho em để em bế em con gái của em ra xem nào. Bạn nhỏ này mà em mới đây đúng không? Đấy. Thì cái phần quà này, phần quần áo này là của chị Nhiệm ở Nghệ An gửi cho Tam Giác Mạch. Thì Tam Giác Mạch cũng có linh hoạt sử dụng và chia sẻ những cái số quần áo này đến những cái vùng cao hơn. Chỗ này thì cao hơn so với nhà lầu Mỹ Xính là cũng mấy cây số đó, nên là lạnh hơn rất là nhiều. Ở trên này thì mọi thứ đó đã gần ngả sang màu vàng rồi và chuẩn bị chính thức là mùa đông ở trên này đã đến rồi. Thì cũng một lần nữa Tam Giác Mạch xin chân thành cảm ơn các cô các bác đã luôn luôn theo dõi, khán giả của Tam Giác Mạch luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng anh em mình để anh em mình có được những cái chuyến đi thực tế như thế này. Thì hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có một cái mùa đông ấm áp hơn. Còn bây giờ thì anh em mình cũng xin phép dừng cái video này tại đây.
Hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và tất cả mọi người trong những cái video tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn.